Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái video có tên rất là lạ, đã là tài sản chung vợ chồng. Tôi đang nằm bệnh viện nuôi con gái thì có một cái chị điện thoại, thì chị bảo rằng là sau khi mà Ủy ban Nhân dân xã hòa giải không đồng ý thì chị đã lên tòa, thì chị trình bày sau đó thì tòa đã yêu cầu chị yêu cầu lấy chứng cứ. Chị bảo với tôi là chứng cứ ở đâu ra mà lấy từ ở đâu. Thì sau khi ôm tồm hỏi những cái tình trạng của gia đình thì câu chuyện sẽ được tôi tóm tắt cho quý vị và các bạn như thế này. Vào năm 1989, chị và chồng chị đã mua một cái phần đất, một cái suất của phần đất, và cái suất này đã được cấp tên, mang tên anh. Thì trong cái quá trình quản lý sử dụng thì ở chung với lại gia đình bên ông bố chồng, cho nên chồng chị cũng là một người gọi là năng lực hành vi hạn chế, cho nên vẫn quản lý sử dụng. Hai vợ chồng cất cái nhà trên đất, tuy nhiên thì không có trực tiếp quản lý và để trống, cho hiện tại đất này vẫn là đất trống. Thì ông bố bây giờ ông bảo rằng là đất này là của ông và tất cả các anh chị em chồng là tranh giành cái phần này. Thì tôi hỏi thì chị đã nói là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị đang giữ trong tay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người chồng năm 1989. Chị và anh thì kết hôn từ năm 1984. Như vậy đây là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, trong đó chị có một nửa và anh có một nửa. Còn có thể rằng trong một trường hợp vùng quê thì cái kiến thức pháp luật nó không có hạn chế, rất là hạn chế, cho nên cách hiểu là ông bố chồng ổng bảo rằng là đây là tài sản của ông. Thì nếu trong trường hợp tài sản của ông thì ông đứng tên ông, còn nếu như trong trường hợp tài sản này là của ai thì đứng tên người đó. Chúng ta sẽ được pháp luật bảo vệ bằng những quyền của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền cầm cố, quyền thế chấp, quyền tặng cho, quyền cho thuê. Một cái điều may mắn là hiện tại chị và anh chồng của chị đang giữ cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính. Vậy thì đây là tài sản chung của vợ chồng rồi đấy chị. Chị đâu phải lo lắng, chị đâu phải lăn tăn rằng là bây giờ mình đi khởi kiện làm gì. Nếu trong trường hợp mình đi khởi kiện thì mình khởi kiện cái gì? Đất này của mình nhưng do ai đó đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình mới cho rằng tài sản của mình bị thiệt hại. Còn bây giờ tài sản này đã là tên của vợ chồng mình thì vợ chồng mình được quyền định đoạt. Nếu ai đó giả sử ở trên cái phần đất mà gia đình mình quản lý sử dụng thì mình kiện, mình khởi kiện hoặc mình yêu cầu hòa giải, cho rằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà là của tôi. Thế tại sao lại ở trên nhà của tôi khi chưa được sự đồng ý? Tôi cũng không rõ nữa. Tuy nhiên rằng là có thể là vài lần tôi đã tư vấn cho các anh chị em Dân ta phải biết luật ta ở những cái địa phương ở phía Bắc, thì thông thường hình như kiến thức sau đó không được rõ lắm. Quay lại vấn đề của chị nhá. Chồng chị và chị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1989. Như vậy tại thời điểm năm 89 cũng như cho đến nay là năm 2018, pháp luật bảo vệ người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách là người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, họ được quyền chuyển nhượng, họ được quyền vay vốn ngân hàng, họ được quyền cho thuê, tất cả những cái quyền mà pháp luật quy định đối với người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn chị, đây không phải là tài sản của riêng một mình anh, mà đây là tài sản chung của anh và chị trong thời kỳ hôn nhân. Mặc dù là anh và chị không có
giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, chị và anh sống chung như vợ chồng từ năm 1984, mà theo luật hôn nhân và gia đình năm 1986, hôn nhân thực tế được xác định kể từ thời điểm sống chung. Và tài sản mặc dù đứng tên anh nhưng đây được xem là tài sản chung vợ chồng. Chúc mừng chị. Nếu trong trường hợp có ai đó chiếm đất của chị, ai đó xây nhà trên đất của chị, thì chị mạnh dạn yêu cầu người ta phải dời đi. Người ta sẽ tranh chấp cho rằng quyền sử dụng đất là chính bản thân vợ chồng chị. Tiền ở trong túi của mình ai lấy thì mình phải giật lại chứ. Đâu có cái nghĩa rằng là bây giờ vì chị chưa am hiểu pháp luật cho nên chị sợ rằng cái điều này, điều kia, điều nọ. Chúc mừng chị vì chị đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị toàn quyền định đoạt và chị có quyền tranh chấp với bất cứ ai bằng một cái bùa hộ mệnh là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu quý vị và các bạn có muốn tư vấn thì chúng ta sẽ gọi vào khung giờ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Tôi sẽ để cái thời gian này cho quý vị và các bạn tư vấn miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn.